Biết yêu là gì không? Bạn đã từng nắm tay một người hay luôn có cảm giác chờ mong? Còn cả những lúc mà bạn thổn thức khi số phone người đó gọi tới, hay cả những khi cảm thấy trống vắng gặp nhau không nói được một lời, chỉ là những câu hỏi mở bài dù bạn biết yêu hay là chưa, để biết được rằng bạn đã trải nghiệm con đường đó nắng hay là mưa. Nói chung thì cũng đơn giản lắm, đó là một thứ thật diệu kỳ. Nó làm ta vui, làm ta buồn, làm ta tự kỷ cũng nhiều khi. Niềm vui là lúc ở bên người.